Tiếp theo là xin mời cả nhà cùng ngắm cái mặt hoa tuyệt đẹp của loài lan đơn cam. Đây là loài lan nằm trong top 10 cái loài lan rừng đẹp và quý hiếm nhất hiện nay. Và nhìn vào mặt hoa thôi thì em nghĩ là mọi người cũng biết lý do vì sao nó được xếp vào cái bảng xếp hạng này mọi người ha. Bởi vì cái đặc tính của hoa khi nở cho ra một cái màu cam vô cùng rực rỡ luôn. Rồi, và hôm nay thì bà con mới sau một cái chuyến đi rừng ở khu vực rừng Gia Ly. Đây là cái khu vực rừng mà thường hay tìm thấy cái lan đơn cam này nhất mọi người. Sau khu rừng Đắc Côi nữa mọi người nha, của rừng Con Tum. Thì đợt này thì bà con đi rừng thì em như mọi khi thì em cũng dặn bà con là cố gắng là kiếm và sưu tầm về được cái đơn cam, mà cố gắng làm sao để có thể mang được nguyên bản về mọi người nha, để cho các bác chị về chúng ta có thể là dễ trồng dễ sóc mọi người ha. Và tất nhiên thì cái việc mà hái những cái khúc nguyên bản này thì cũng cố gắng là giữ gìn làm sao để đảm bảo được cái cây cây mẹ, những cái cây rừng nó vẫn còn sống, đừng có chặt nguyên cái cây lớn. Nên mà mọi người có thể thấy là bà con người ta hái thì người ta luôn để ý là người ta chặt những cái khúc gọi là thân cây nhỏ thôi mọi người nha. Chứ không có chặt nguyên một cái cây to đùng như vậy thì nó sẽ thành ra là không tốt. Hoặc nếu dụ nó bám vào một cây lớn thì bà con người ta chỉ mắc chặt mảng thôi, để đảm bảo là cái cây rừng, cây mẹ thì nó vẫn còn sống, đảm bảo được cái môi trường sống trong tự nhiên. Ngoài ra thì còn có những cái cây mà nó mọc ở trên những cái cây cổ thụ to quá thì bắt buộc là phải gỡ ra mọi người nha. Rồi. Và hôm nay thì đa phần là nguyên bản hết, tất cả thì đều là nguyên bản, của em cũng có đánh dấu từng giá riêng rồi. Thì có hai cục VIP mọi người nha, một cái cục đây là cục siêu dài nè. Cục này thì trong suốt cái lịch sử rồi là gần chục năm bán lan của em thì đây lần đầu tiên gặp một cái cục mà thân nó dài đẹp như vậy. Rồi, dành cho bán nè, anh chị chơi hàng VIP nha, người tưởng tượng xem cái cây đơn cam này nó nở từ gốc tới ngọn xem cái chùm hoa nó sẽ khủng khiếp cỡ nào nha. Đó là lý do vì sao cái cục VIP 1 này có giá là 400.000, một cục giá trị rất là cao. Tiếp theo là cái cục VIP 2. VIP 2 thì nó cũng dài nhưng mà nó không dài bằng VIP 1. Nhưng mà mọi người có thể xem nè, cái thân hoa mùa trước của nó chi chít luôn à. Những cái quả là biết thôi. Và thân năm nay cũng vậy. Đó, thân năm nay mọi người sẽ ra một chùm hoa rất lớn. Rồi, cục VIP 2 này thì giá là 250 mọi người nha, 250 cục VIP 2. Tiếp theo là sang loại cũng rất là đẹp mọi người, giá là 120.000 một cục nha. Một cục chứ không phải nguyên đây, các bạn chị lưu ý nha. Một cục nha. Đó, phải báo trước nhiều khi anh em nhầm, chứ nguyên đây mà kêu bán 120.000 là bà con người là lộ vốn không dám đi hái rừng lan rừng luôn. Rồi, đây mọi người xem, 120.000 một cục. Những cái cục này thì hoa về mọi người. Đó, về chơi hoa cũng rất là sướng rồi. Đây, đấy. Cục nó bám chắc chắn mọi người nha, bám rất là chắc chắn vào khúc cây. Rồi, đại loại đây là 120.000 một cục ha. Đây, mọi người xem. Thằng này được cả hai thân tơ. Rồi đây. Đấy. Rồi. Rồi 120.000 cục. Tiếp theo là sang loại nhỏ hơn xíu. Thì giá là 70.000 một cục mọi người nha. 70.000 nhưng mà cũng rất là đẹp nữa. Đây. 70. Đấy. 70.000 một cục ha. Đây, cục đây thì nó ngắn hơn nhưng mà được cái là nó hai thân mọi người nha. Đấy. Về rất là khỏe nha, bám chắc chắn. Rồi, cuối cùng là cái loại rẻ nhất là 30.000 một cục. Đấy. Đây, 30.000 cục mọi người. Một cục nè. Hai cục nè. Đấy. Ba cục nè. Mọi người hỏi là ngắn thì có ra hoa không? Ra hoa thoải mái mọi người, bởi vì lan đơn cam mà. Đơn cam thì từ luồng tới cam nó đều ra hoa được hết. Đây mọi người xem nè. Xem cái thân già năm ngoái nhìn vào con cuống hoa nè. Đó, nó ngắn chút xíu vậy mà nó rừng ra hoa là mọi người biết rồi. Đó, năm nay nó sẽ ra hoa đẹp cỡ nào. 30.000 cục mọi người nha. Đó. Rồi. Đấy, 30.000 cục đấy. 30.000 cục. Có cục này hơi ngắn nhưng mà nói chung đơn cam nó dễ mọi người. Với lại lan rừng mà. Làm sao mà kiếm đều nhau hết được. Đó. Có cục đây rời. Rời thì nhưng mà cái thân nó dài. Mọi người xem. Đó, nó dài hơn cả mấy cục 70.000 nữa. Đó, bác nào muốn lấy về này về chúng ta ghép được thì giá cũng 3 cục 30.000 thôi. Rồi, cục này cũng 30 ha. Đấy. Cục này thì nó được viên bi mọi người.
À, thôi về làm giống được, về được cái dê nó khỏe, rất nhiều thân già. À, đây thân mẹ trước nó là thân dài nha, à, năm nay có vẻ là nó phát triển yếu nên nó còn cục ngắn. 30.000 một cục mọi người nha. Đó rồi thì hôm nay thì em có về được một số về đớt cam, hay còn gọi là lan năm cánh cam mọi người nha. Đây, này toàn siêu phẩm, hàng nguyên bản về hết. À, các bác anh chị có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em. Và mọi người lưu ý là giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. À, thì mọi người mua mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác anh chị ở những clip về những cái giống lan đẹp đặc sắc tiếp theo trên kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ. Xin chào cả nhà, ngoài các giống hoa lan đẹp thì bên vườn em luôn có sẵn một cái loại dược liệu rất là quý của rừng Ngọc Linh Con Tum, đó chính là sâm dây Ngọc Linh mọi người nha. À, đây là cái dược liệu chuyên để anh em chúng ta ngâm rượu, bồi bổ và đặc biệt là tiếp khách quý vào cái dịp lễ Tết mọi người. À, ngoài ngâm rượu ra thì có thể là sắc nước dùng hàng ngày. Đối với một số anh em, số anh chị mà chúng ta không dùng rượu được thì có thể là sắc nước uống. À, cái công dụng sâm dây Ngọc Linh rất là nhiều. À, đặc biệt trong sâm dây Ngọc Linh đây nó có một cái hoạt chất gọi là saponin. Hoạt chất này được tìm thấy ở trong các loại sâm rừng mọi người nha. À, có tác dụng là ngăn ngừa ung thư và có tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư nữa. À, và còn rất nhiều cái công dụng tốt khác, ví dụ như là bồi bổ toàn thân này, kích thích miễn dịch này, rồi dùng trong suy nhược, ăn không ngon, uống lâu ngày, xa dạ con, chống mệt mỏi, tăng sự thích nghi của cơ thể này, tăng tiết sữa, bổ máu, tăng hồng cầu, bình ổn huyết áp, giúp dạ khát, trị đái, giác ỉa chảy, mất nước, kích thích tiêu hóa, trị về gan, cóc ghẻ, rất là nhiều cái công dụng tốt luôn. Và đặc biệt cái sâm dây Ngọc Linh này nó không có tác dụng phụ mọi người nhé, không có tác dụng phụ đó. Thì các bác chị có thể là những người mà hay có dị ứng với một số cái hoạt chất khác, ví dụ những cái loại mà động vật hay là nấm nữa, thì dùng cái này đặc biệt là cực kỳ không lo là bị kích thích hay là dị ứng gì cả. À, rồi và một ký như vậy, ký khô được rất là nhiều mọi người nha. À, các bác chị có thể là ngâm với 10 lít rượu và chúng ta ngâm từ 7 ngày trở đi là có thể dùng được rồi. Tuy nhiên thì mọi người ngâm càng lâu và uống càng ngon. À, ngâm từ giờ tới Tết là đón khách, tiếp khách quý là đúng chuẩn luôn mọi người. À, rồi và bên em thì ngoài một ký đây, một ký vậy thì chia sẻ với giá là 600.000. Ngoài ra các bác chị có thể là mua nửa ký ha, nửa ký thì nó bằng một nửa này. À, sẽ có một bịch nữa vậy thì có giá là 300.000 mọi người nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà ạ.